Kính thưa quý vị, hiện nay em đang đứng trước cái mẫu ghế Emmy, là bây giờ là tất cả là đi tông trắng nha quý vị nha. Cho nên hôm nay em làm clip này để gửi đến cho tất cả quý vị nào có nhu cầu remodel tiệm. Thì đây là cái da ý màu trắng, và đây là cái tay trắng luôn. Đặc điểm là cái này bên em bọc bằng da ý luôn nha quý vị nha. Cho nên Aston đổ là không có sợ gì hết. Và cái remote á, cần built-in inside luôn. Và cái này là chậu á, rớt, cái lịch rớt là sẽ không có bị gì hết. Cho nên quý vị làm pedicure mà những cái hard stone rớt xuống thì không có sao hết. Và đặc điểm á, là bên ngoài cái ghế này là bên em làm sẵn cái van cho quý vị nha. Là cái van này á, là khi là nếu mà tiệm nào có nhu cầu mới á, thì mình có thể add cái van vô. Còn không là mình cứ để nguyên không có sao hết. Và mình sẽ có cái smart button nằm ở dưới đây luôn. Thì cái smart button này á, khi mình làm chân á, thì mình không có cần phải trường lên, mình chỉ ở dưới đây mình bấm là có thể mình điều khiển khách mua tới và mua lui được. Riêng cái phút rác này á, là phát này á, quý vị có thể để cái máy làm treo lên làm xem time được nha quý vị. Rồi em mời quý vị nhìn kỹ lại cái ghế một lần nữa đi nha. Tông trắng rất là đẹp. Hiện nay á, là trắng xóa như vậy á, là cái nhu cầu của 2020 đấy nha quý vị nha, cái style. Rồi quý vị nào có nhu cầu thì hãy gọi ngay cho công ty Spa Nail Supply để mình tham khảo. Số điện thoại 877 522 7778. Spa Nail Supply kính mời.